Trong nhiều thập kỷ, bao bì cho thực phẩm và nước giải khát đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, việc xử lý không tốt bao bì nhựa sau khi sử dụng đã gây ra những tác hại nghiêm trọng đến môi trường. Đáng chú ý, Việt Nam hiện là một trong 5 nước có lượng rác thải nhựa xả ra biển lớn nhất trên thế giới. Để góp phần mang lại những thay đổi tích cực cho môi trường, Coca-Cola đã triển khai chiến dịch thế giới không rác thải trên phạm vi toàn cầu thông qua khung hành động, thiết kế, thu gom và hợp tác, với cam kết thu gom và tái chế tương đương 100% lượng bao bì mà Coca-Cola bán ra đến năm 2030. Về mặt thiết kế, chúng tôi đã và đang đưa ra những sáng kiến bao bì phù hợp và thân thiện hơn với môi trường, cũng như đảm bảo tất cả các bao bì sản phẩm của công ty là 100% tái sinh thông qua thu mua và sử dụng vật liệu bền vững hơn, tái sinh được hoặc những vật liệu tái chế như RPET trong quy trình sản xuất bao bì nước giải khát. Về vấn đề thu gom, chúng tôi đã thực hiện các chương trình hành động nhằm đảm bảo tất cả bao bì sản phẩm được thu thập, phân loại và tái sử dụng thay vì bị thải ra đại dương hay mặt đất. Coca-Cola là một trong 9 công ty hàng đầu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng và bao bì tiên phong sáng lập Liên minh tái chế bao bì Việt Nam, Pro Việt Nam, nhằm hiện thực hóa mục tiêu dựa trên 4 hoạt động chính: nâng cao nhận thức về tái chế và phân loại rác, hoàn thiện hệ sinh thái thu gom bao bì, hỗ trợ các chương trình tái chế, hợp tác với chính phủ cho các hoạt động tái chế trong 3R: Reduce, Reuse và Recycle. Về phương diện hợp tác, Coca-Cola làm việc với các đối tác, tổ chức liên quan để triển khai các chương trình nâng cao nhận thức và xây dựng thói quen cho cộng đồng về thu gom, phân loại và tái chế rác thải nhựa. Cụ thể, Coca-Cola đã kết hợp với Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam, VBCSV, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI, Unilever và Dow trong dự án không xả thải ra thiên nhiên để xây dựng các chương trình thí điểm trong việc tái chế rác thải tại thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua chương trình này, Coca-Cola không chỉ cam kết phát triển chuỗi giá trị theo định hướng kinh tế tuần hoàn, mà còn nâng cao nhận thức cộng đồng, tìm kiếm công nghệ tái chế hiệu quả, xây dựng thói quen mới về quản lý rác thải có trách nhiệm trong xã hội. Bên cạnh đó, Coca-Cola Việt Nam cũng đang hợp tác với UNESCO để thực hiện dự án khuyến khích sáng tạo để nâng cao ý thức về tái chế, nhằm khuyến khích các ý tưởng nghệ thuật ứng dụng trong thu thập, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa và các chất thải rắn. Từ đầu năm 2019, rất nhiều hoạt động địa phương đã được diễn ra để giải quyết vấn đề toàn cầu này. Buổi hội thảo mang tên Nghệ thuật tái chế rác thải đã gắn kết nhiều tổ chức, cộng đồng địa phương lại gần nhau hơn, giới thiệu các sản phẩm và tác phẩm nghệ thuật thú vị được tạo ra nhờ việc tái chế nguyên liệu. Từ thành công của dự án thí điểm tại Cù Lao Chàm, Hội An, dự án sẽ được mở rộng đến các điểm di tích bảo tồn được UNESCO công nhận tại khắp Việt Nam trong các năm tới. Song song, Coca-Cola hiện đang hợp tác chặt chẽ với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh Green Hub để thiết lập mạng lưới hành động vì rác thải nhựa vững mạnh, kết nối các khu vực địa phương cùng nhau hành động, quản lý rác thải và vệ sinh môi trường, nâng tầm chiến lược giảm thiểu tái sử dụng, tái chế nhựa tại thành phố Hạ Long và Vịnh Hạ Long lên phạm vi toàn quốc. Cụ thể, dự án diễn ra nhằm hỗ trợ các hoạt động phân loại rác thải, tái sử dụng và tái chế một cách thiết thực, an toàn, được thực hiện bởi các công nhân vệ sinh, đặc biệt là những người phụ nữ kém may mắn. Các hoạt động diễn ra xoay quanh việc đẩy mạnh ứng dụng của sáng kiến công nghệ và giải pháp kinh doanh nhằm phân loại, thu gom và tái chế rác thải bởi cộng đồng địa phương và các doanh nghiệp, đồng thời nâng cao sự thay đổi nhận thức của người dân. Coca-Cola Việt Nam cũng hợp tác với Hội đồng Anh để tăng cường các chương trình kết nối với cộng đồng. Dự án cũng cung cấp những chương trình giáo dục sáng tạo về quản lý rác thải nhựa cho học sinh trung học và người dân địa phương ở các khu vực Eco Center, bao gồm các nội dung về nâng cao nhận thức, trình bày dự án, khả năng giải quyết các vấn đề, phát triển và thực hiện các sáng kiến kinh doanh bền vững. Trong năm đầu tiên, dự án được thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế với rất nhiều ý tưởng về quản lý rác thải đã được hình thành bởi các bạn học sinh. Trong đó, 12 ý tưởng thú vị đã nhận được 4 hạt giống để tiếp tục triển khai như vườn treo Babylon, quai sách vải, xà phòng xanh, nghệ thuật rác thải nhựa và tường xanh. Coca-Cola đã tổ chức ngày hội xanh tại các trung tâm hoạt động cộng đồng Eco Center để thúc đẩy tái chế và khuyến khích sử dụng sản phẩm với bao bì thân thiện với môi trường thông qua những hoạt động thiết thực. Trong tương lai, Coca-Cola cũng tiến hành xây dựng các trung tâm Eco Center trở thành điểm thu gom và phân loại chai nhựa tích hợp vào hệ thống thu gom, góp phần hỗ trợ cho nền công nghiệp tái chế và nền kinh tế tuần hoàn. Bằng những nỗ lực thực hiện các hoạt động khác nhau trong quản lý rác thải và bảo vệ môi trường, chúng tôi hy vọng sẽ thực hiện được các cam kết đã đề ra và đồng thời đạt được mục tiêu toàn cầu của Coca-Cola. Hãy cùng Coca-Cola hành động vì một thế giới không rác thải!